kênh của Jessie Nguyễn Các bạn ơi, hôm nay Jessie sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng TikTok Nó đúng hơn là trang web TikTok trên desktop nhé Nào, bắt đầu video thôi, let's go Jessie đang lấy thư <laughs> Hello các bạn, đã lâu lắm rồi Jessie mới để cái hình này trên màn hình laptop của Chelsea Ảnh này cũng chính là ảnh đại diện kênh của Chelsea Nguyễn nè các bạn Nói vậy thôi chứ chủ đề chính của ngày hôm nay á, thì Chelsea biết là nhiều bạn sử dụng cái TikTok bằng điện thoại Tuy nhiên á, Chelsea mới khám phá ra là chúng ta có thể sử dụng đăng tải những cái video TikTok lên màn hình máy tính bằng desktop cũng được nha các bạn, không cần phải là trên màn hình đâu. Ok, chelsea sẽ mở trình diện Google Chrome. Trên Google Chrome ấy thì chelsea đã cài sẵn Google rồi các bạn thì các bạn sẽ chỉ đánh cái từ là TikTok thôi thì nó sẽ hiện ra. Các bạn chờ chelsea một chút xíu, xíu xíu nha. TikTok này các bạn. Đó, TikTok. Các bạn đánh đơn giản thôi TikTok rồi Enter thôi. Thì uh, kế tiếp nó sẽ hiện ra cái đường link đầu tiên là TikTok Make your Day là TikTok làm một ngày mới cho bạn. Đây là một cái phần mềm, một cái trang web của bên Trung Quốc. Hay sao á các bạn? Nguồn gốc hình như là ở Trung Quốc hay sao á? Chị cũng muốn biết rõ, bạn nào biết thì hãy comment ở phía dưới, phần mô tả cho Si biết nha. Các bạn nhấn vào cái link này nè cái xíu khoanh tròn tròn nè Bằng con chuột nè các bạn Ok nhấn vào đây TikTok nè Sau khi mà các bạn nhấn xong ấy, Thì nó sẽ hiện ra uh, Trên một cái tab đó Là cái trang web TikTok thì Trong TikTok này ấy, thì nó sẽ Bật sẵn cái video của uh, Những cái người TikToker ấy, các bạn Và bên tay Trái của Jessie sẽ là những cái um, tài khoản TikTok đó các bạn. Ok bên này thì các bạn có thể thấy là Get App nè. Thì có thể tải xuống Desktop hoặc là các bạn có thể tải xuống cái điện thoại của các bạn cũng được bằng chính cái Google Chrome này luôn. Hoặc là bạn nào muốn đơn giản hơn nữa thì các bạn có thể tải cái app này trên App Store hoặc là... Um, nếu bạn nào sử dụng Android ấy, thì sử dụng Play Store ấy, thì các bạn có thể tải xuống và sử dụng nó nha. Jessie sẽ kéo lên nè. Kéo lên trên cùng luôn. Đó, thì có sẽ có For You là bạn có thể xem cái video của người khác còn Following là những cái kênh những cái tài khoản mà bạn follow trên TikTok á các bạn. Ok, còn nhìn để khám phá không ta? Ừ uhm, chú chó này dễ thương ghê vậy á. <laughs> thì mỗi cái bài tiktok nó sẽ có nhạc Hoặc là mình biểu diễn theo nhạc Hoặc là tài năng của mình Để đăng tải lên cái tài khoản tiktok Còn bạn nào có kênh youtube ấy, Thì các bạn có thể uh, Truyền tải những cái video đó Sang tiktok cũng được nha các bạn Rất là hay ho luôn nha Để Chelsea coi có gì mới mẻ Trên tiktok không nè Vào login Các bạn nhấn login nó sẽ hẹn hiện ra hàng tràn ra là user phone, email, rồi login bằng Facebook, Google nữa nè, Twitter cũng có. Bạn nào sử dụng Apple thì có thể sử dụng tài khoản Apple nè. Bạn nào có Instagram thì bạn có thể login bằng Instagram. Đây nè bạn nào ở Mỹ thì US còn một bạn chỉ bỏ cái số điện thoại của bạn và và bắt cuộc thì nó sẽ login cho bạn. Còn cách khác á thì các bạn có thể login bằng Google nhé các bạn hoặc là Facebook nó cũng đơn giản lắm. Bạn đã login Facebook rồi nó sẽ chỉ liên kết rồi nó vô thẳng cái tài khoản của các bạn. Jessie làm thử cho các bạn xem nè. Đây là tài khoản Facebook của Jessie nè. Nếu Jessie nhấn login là nó sẽ vô cái tài khoản tiktok của Jessie bằng Facebook. Còn nếu không thì cũng không cần thiết đâu. Jessie sẽ thoát ra cái này. Ok, sau khi thoát xong Chessy sẽ vô bằng Google nha các bạn, Google Cao á. Ok, để Chessy nhấn vô nè. Chessy đã bỏ sẵn trên Google Cao á thì Chessy đã bỏ sẵn còn Twitter á thì bạn có thể bỏ tài khoản Twitter của bạn cũng được. Bạn chọn cái phương án nào để đăng nhập vô á thì cũng ok hết nha các bạn. Chessy sẽ vô nhấn đi tìm con chuột rồi nhấn vào Uh, sign in nha, trước khi login thì các bạn có thể sign up Thì bạn nào chưa có tài khoản á Thì các bạn có thể bỏ số điện thoại hoặc email các bạn vô đây Nãy gì có nói sơ qua rồi á Còn bạn nào muốn sử dụng Facebook của bạn Mà bạn chưa có tài khoản TikTok á Thì các bạn có thể đăng nhập Facebook Rồi sau đó bạn tạo cái username trên TikTok nha các bạn còn có tờ, twitter, twitter nên các bạn twitter là một cái uh, mạng xã hội ở mở yếu các bạn ok Jessie quay lại login nè à. và Jessie tìm đến google account để login cho nó nhanh các bạn khỏi phải uh, chờ lâu thì trên google account ấy, thì bạn nào đã có đã login bằng google bằng gmail ấy, thì các bạn có thể uh, nhấn vô đó thì nó sẽ vô thẳng cái tài khoản của các bạn nha nó sẽ đây là login success nè các bạn Ok sau khi mà login success Các bạn phải refresh lại Cái trình diện google chrome nha Đây nè Nãy chị si đã nói For you là các bạn có thể coi những cái video của tiktok khác Còn following là những cái người mà bạn follow chị sẽ làm một lượt cho các bạn xem bằng con chuột nha. Đây là cái thanh bạn có thể di chuyển lên xuống nè các bạn. Giống như ờ uh, uh, gì ta? Cầu thang cuốn á ở Việt Nam á. Đó. Trời ơi dễ thương quá này nè. Uh, cái chuyện này dễ thương ghê vậy á cũng tài năng quá chứ hay quá trời luôn á thì Jessie sẽ chọn vào cái giống như là tin nhắn này các bạn nhưng mà đó là thông báo nha đây là một thông báo trên tiktok bằng máy tính thì các bạn có thể thấy o là tất cả những cái người mà follow bạn like comment rồi share cái video hoặc là New cái video của các bạn thì các bạn có thể uh, thấy ở trên đây tất cả luôn. Còn nó sẽ chia thành những cái mục nhỏ như là like nè, comment nè, rồi mention nè, những cái người mà nhắc bạn nè. Comment là bình luận nè, like là thích nè. Còn followers là những cái người mà theo dõi bạn trên TikTok đó các bạn. Đây là cái thông báo bằng cái tài khoản của Jessie. Cũng cái cái tài khoản TikTok này cũng chính là cái tài khoản mà À, cho kênh của Jessie Nguyễn luôn á bạn bạn nào á đang theo dõi Jessie trên TikTok á, thì các bạn hãy cho Jessie một lượt follow nha và một lượt like và comment Jessie cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn á ok kế bên đó đó chính là upload video này các bạn Jessie sẽ quay tua lại cái nãy Jessie nói like nè là những cái người mà like cái video của bạn comment nè bình luận nè đó, chị chỉ nhắc lại thôi Comment là bình luận, những người bình luận cho Chelsea nè Mention là những người nhắc đến tên của bạn nè Tài khoản tiktok của bạn nè Đó, ví dụ như là đây là cái tài khoản tiktok personal Là cái tài khoản tiktok cá nhân của Chelsea thôi chứ không có phát triển Còn follower là những người mà Chelsea đang theo dõi nè các bạn đó, bạn nào uh, thấy những người này thì trên TikTok thì các bạn hãy follow cho người ta nữa nha Ok, Chelsea sẽ vô cái view profile Dựa Trên cái, dưới view profile ấy, nó sẽ là view analytics là cái, uh, cái Giống như là Giống như là YouTube Studio các bạn, nhưng mà nó ở dạng uh, tiktok thôi đây. là Tài khoản uh, tiktok của Jessie này các bạn. Đây là những cái ảnh mà Jessie những cái short mà Jessie sẽ đăng tải lên đây trước khi mà Jessie uh, đăng lên kênh của Jessie. Uh, giống như là Jessie mở một cái trailer trước trên tiktok của Jessie. Ok, following là những người mà follow bạn ok à, follow in là những người mà bạn follow chứ xin lỗi lộn chứ xin, xin lỗi còn follow là những cái người follow bạn like like là thích đó các bạn ok kế tiếp cho xin sẽ vào view analysis giống như là thống kê view của từng cái clip trên TikTok đó, các bạn nó cũng giống với uh, YouTube Studio thôi, tuy nhiên nó, nó sẽ khác một điều đó, là nó sẽ đề từng cái là last seven days là giống như là trong vòng một tuần đó, thì cái các video của các bạn uh, tăng được bao nhiêu và trong vòng 28 ngày nó tăng được bao nhiêu và trong vòng 60 ngày nó sẽ tăng bao nhiêu. Ví dụ như là cái đây là video Views thì jessie chỉ mới có 218 views thôi. Và uh, followers của jessie bằng là 34. jessie mới tạo á, jessie mới là phát triển TikTok của jessie cho nên jessie chưa có được nhiều uh, follower lắm. Và còn đây là profile views là 21 nhưng mà cái màu xanh biển này là tăng nha các bạn cái màu đỏ nó nó cũng giống như là face youtube thôi là nó giảm hiện tại các video trên tiktok của Jessie thì nó đang tăng trong 28 ngày và trong 60 ngày đó các bạn thấy không trong 60 ngày thì cái view của Jessie khác là 311 nha các bạn còn số follower thì Jessie vẫn dậm chân tại chỗ bởi vì cái tài khoản TikTok của Jessie giống như là một cái beginner thôi. Còn overview á trong overview sẽ là content. Content nó sẽ bao gồm những cái bài, những cái clip mà Jessie đăng tải lên TikTok. Kế bên cái Jessie cho các bạn có một lượt nè, nè, từng cái nó sẽ thống kê từng cái cụ thể cho các bạn luôn nha. Còn cái bên view sports thì nó sẽ có trending video của các bạn. Thì giống như là nhiều người coi cái clip đó các bạn thì nó sẽ bỏ vô thành giống như trending video. Đó các bạn có thể những cái bạn muốn đăng tải lên YouTube kênh YouTube các bạn á thì các bạn nhấn vào download hết nó cũng tải xuống cho các bạn cái phiên bản gốc cho các bạn luôn nha. Còn phía dưới cùng nó chính là followers Followers hiện tại của Jessie sẽ là 34. Nó sẽ inside. chúng mình nó sẽ uh, thông báo cho Jessie khi mà Jessie đạt được 100 người theo dõi trên TikTok thôi. Là là cái câu đó các bạn. Sử dụng desktop á, thì uh, nó sẽ easy, nó sẽ dễ cho các bạn uh, đăng tải những cái clip dài. Uh, cũng không hẳn giống như là gần 60 phút á à, phải sáu phải 60 phút mà giống như là sau 60 giây á thì các bạn có thể đăng tải rất là nhanh trên desktop còn chị thấy trên uh, điện thoại thì nó rất là lâu luôn nha Jesse quay lại cái trang uh, web tiktok này Không biết Jesse nhấn vào cái logo tiktok này Nó có quay lại không ta Jesse tắt mắt nè oh, wow Các bạn ơi Nó nó quay lại rồi này các bạn Ở đây là nó khác trước khi mà login là Nó sẽ để for you là những cái video mà Jessie chưa có follow người nào hết Còn following là Jessie đã follow rồi Trời ơi chị tiếp viên này dễ thương quá trời luôn Chị ơi Chị dễ thương quá đi Jessie sẽ vào Đây là những cái tài khoản TikTok gợi ý cho Jessie follow nè các bạn Bạn nào mà thấy những cái follower À, không phải follower những cái người mà TikTok nó gợi ý thì các bạn có thể uh, coi video của họ nếu mà các bạn thích ấy, thì các bạn có thể follow họ. Ok. Rồi còn gì để review cho các bạn nữa không nữa nhỉ? Jessie cũng không có biết nữa. Jessie cùng các bạn theo dõi nha. À quay lại cái profile của Chessie thì bên tay trái của Chessie là những cái tài khoản tiktok mà Chessie follow này các bạn Bạn nào đang biết những cái tài khoản tiktok này thì các bạn có thể follow họ, một lượt follow họ và một lượt follow cho Chessie nhé Ok Một một giây quảng cáo đã xong Đây là những cái tài khoản mà Chessie follow nè Văn Cương Channel Cái anh này nấu ăn ngon lắm nha Là những cái món món ăn hải sản vô cùng ngon và hấp dẫn luôn nha Ăn một phát ghiên à Ok, còn gì nữa không ta? Ok, Chessy okay, sẽ review về upload video trên Tại sao xin rất là khoái khi mà đăng video 60 giây mà không cần phải chờ lâu trên cái desktop Đó chính là nó đề hẳn luôn nè Các bạn có thể Những cái video Up hơn 60 giây Thì các bạn có thể vô cái Bằng desktop đăng tải nó cực kỳ nhanh luôn nha các bạn Các bạn không cần phải Chờ hàng giờ Để cái video nó up lên đâu Và Đúng rồi các bạn phải Để đúng cái khung hình Mà tiktok nó yêu cầu Um, và cái uh, video phải chất lượng là một không tám không cái video này nó cực kỳ hay trong cái những màn hình đứng đó các bạn chứ không phải là những cái video trên uh, youtube thì các bạn hay để màn hình ngang để cho cái uh, người xem cảm thấy thú vị và cảm thấy uh, mê những cái video mà các bạn ra hơn lắng nghe những cái chia sẻ của các bạn ở đây uh, who can view video this video là người nào có thể xem public á, là cộ, cộng đồng friends là, là những cái người follow bạn còn private là chỉ có bạn coi được thôi giống như là bạn làm hư cái video tiktok đó thì các bạn có thể để private chỉ các bạn xem được thôi còn các bạn tự ti thì các bạn không cần để ok kéo lên các bạn sẽ thấy cái phần caption Nó giống như là một cái phần mô tả Của TikTok Còn... Uh, trên Youtube Thì nó sẽ đề là description Giống như là cái phần mô tả Của cái video đó Ok Allow users Chết chết Chưa kịp review cái đó luôn Wow Chị này học y nè các bạn chị này giỏi ghê chị ấy, chị biết chị không biết là cái chị này người nước nào nhưng mà cũng ở mỹ luôn nha các bạn wow lượt follow 2 triệu luôn nè hơn 2 triệu follow và cũng following cũng hơn 20 triệu gì đó một là một người nổi tiếng luôn á các bạn trời ơi, sướng ghê Chị này ghê lắm á chị ấy nhảy đẹp nè vừa giỏi vừa nhảy đẹp nữa trời ơi Ok, trên một cái bài Tiktok á thì trên, các bạn cũng sẽ thấy cái phần mô tả nè, những cái hashtag nè Và cái bài mà các bạn, cái nhạc mà các bạn muốn following, chia sẽ nhấn vào chị Miki Ra Official Jessi không biết đọc có sai không, nếu mà chị uh, có coi video này của Jessi á thì... Uh, cho Chessy xin lỗi nếu mà si đọc sai Còn nếu đọc đúng thì xin uh, cảm ơn um, Cái video này Chị chia sẻ về uh, Giống như là người yêu của chị Theo Chessy đoán Cũng là học y Và chị cũng là học y hay sao Cũng hai cặp đôi cấp bồ này vô cùng giỏi luôn nha Ồ um, oh, Chị này cũng có Instagram và YouTube nữa nè các bạn. Wow, ước gì được chị follow nha, ước gì chị Mikira io official nha. Yeah. Theo dõi si trên TikTok nè, Instagram nè và một lượt follow trên kênh của Jessie Nguyễn Jessie rất là hy vọng và Jessie sẽ bỏ đường link tài khoản TikTok của chị này trên uh phần mô tả của video này nha các bạn bạn nào thích á, thì các bạn muốn học y mà các bạn thích chị này á, thì các bạn có thể follow chị nha ok còn cái gì phải khám phá không nhỉ à Following in là uh, trước khi mà nó 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 hiện cái màu trắng nó sẽ là màu đỏ nha các bạn Following in follow á là nó sẽ màu đỏ còn following in nó sẽ hiện ra màu trắng còn các bạn không thích cái tài khoản này hoặc là cái uh, Tài khoản uh, tiktok nào đó mà các bạn không thích mà lạm dụng một cái vấn đề gì đó thì các bạn có thể report nha, báo cáo cho các bạn. Ok, co là những cái tài khoản được um, mở rộng để các bạn xem những cái tài khoản tiktok khác. Um, ok, Jessie sẽ quay lại for you nè. Không, quay lại tiktok thì trang web ban đầu tiktok chứ ok để sissy quay lại nha wow một chị hot girl nhìn nữa đây U, dễ thương quá à. tiktok á, mặc dù bạn không được đẹp nhưng mà lên tiktok bạn giống như một ngôi sao nữa các bạn Jessie sẽ lock out cái tài khoản tiktok này tại đây nhé. khi mà lock out nó sẽ hiện ra cái trang web ban đầu Jessie cho các bạn xem cái tài khoản cái trang web TikTok này các bạn có thể đổ sang tiếng Việt. Đây là chị xin nói là các bạn các bạn có thể tải cái phần mềm TikTok xuống desktop nè, hoặc là trên cái điện thoại của các bạn cũng được bằng cái trang web TikTok này luôn nha các bạn. Giờ cho xin mới nhấn coi được như này nè các bạn. Mới coi được cái cách mà người ta uh, tải cái phần mềm TikTok bằng máy tính và bằng điện thoại dấu hỏi là nếu bạn cần hướng dẫn hoặc là bạn thắc mắc gặp vấn đề gì đó thì các bạn có thể nhấn vào đó và xem hoặc là chat với người đại diện của tiktok nha các bạn Chị xin dừng video tại đây cảm ơn các bạn đã coi video này nếu các bạn thấy video này hữu ích hãy cho xin một lượt like share comment và subscribe kênh của chia nguyện để sẽ có thêm nhiều động lực chia sẻ nhiều video hữu ích hơn nữa nhé. Chào tạm biệt các bạn.